Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm cái món bánh pía hạt dẻ. Mình mời cả nhà xem video cho vui nha. Rồi em giới thiệu mấy cái đồ làm đi. Bánh pía thì có hai loại, có hai xài hai bột, một cái gọi là bột ruột, một cái gọi là bột áo. Giờ mình làm bột ruột trước nha. Làm 1/4 khóc bột năng. Một phần tư khóc dầu. Và 1/4 khóc bột mì. Hộp này mình trộn lại. Mình trộn đều hỗn hợp này, cái này là bột ruột. Phần bột ruột của mình là như vậy, nó chỉ có dầu. Chính vì cái bột ruột này với bột áo nó khác nhau nên nó phân ra từng lớp được. Bây giờ mình để qua một bên nha, mình đi làm bột áo. Bột áo thì mình cần 1/3 khắp đường. Hai khắp bột mì. Cái bột mì này á, là mình phải chọn cái bột mì low gluten, nó ngon hơn là bột mì bình thường. Cái này là bột mì bình thường mình xài. Còn cái này nếu mà làm bánh nào nọ đồ á, giống bột làm điểm sống vậy. Dạ, bột này là để làm mấy cái bánh điểm sống mà. Egg tart á, 2 cup bột bột mì mà low gluten nó ngon hơn. Nếu mà không có thì xài bột mì kia cũng được. Rồi nửa cup nước nữa. Nước thì mình trộn đều nha. Cái này là phải nhồi tiếp cho nó dẻo nó mới được, chứ phải đem ra ngoài nhồi bằng tay á. Nhồi bao lâu mới xong? Cho nó mịn. Giờ nó chưa mịn nên nó còn hộp hộp đúng không? Nhồi lát nó mịn luôn là được rồi. Nó không dính tay nữa là được. Bây giờ thì mình xay hạt dẻ để làm nhân. Dẻ xay ra xong rồi thì bây giờ mình xào lên để làm nhân. Thank you.
khi mình nhồi bột cho nó mịn như vậy rồi á, mình chia ra làm mỗi cái viên như vậy là 40 gram. Lấy cái bột áo này mình cán nó ra tròn tròn thôi, xong rồi mình cho một tí bột ruột hồi nãy mình làm á, có dầu gì hơi đó, nó hơi nhão một chút, mình gói nó lại. Cho nó thành lớp lớp không? Dạ, vậy nó mới tách lớp được. Xong mình cán thêm lần nữa, cán càng nhiều thì càng nhiều lớp. Mình cán nó ra, nó dài ra. Càng dài thì nó lớn được càng nhiều lớp. Mình quấn nó lại thêm lần nữa là nó được cả trăm lớp rồi. Mình ăn bánh bía nhiều lần, bây giờ mình cũng mới thấy lần đầu tiên nha các bạn. Đây là bí biết á. Có làm đâu biết. Biết ăn à. Rồi cho cái nhân hạt dẻ vô ha. Ừ, cái hạt dẻ nãy mình xay rồi mình làm nhân rồi đó. Bây giờ mình bọc nó lại. Giống như là làm giống bánh bao, giống bánh bao. Ừ, giống bánh bao vậy đó. Mình gom cái nhân lại. Xong mình ướp lượt cái đầu cho nó đẹp đẹp, chứ mình cho nó tròn tròn đẹp đẹp lại. Này nướng bao lâu em? 15-20 phút. Ồ, vậy nhanh à. Trưa nay có món uống trà nha. Tổng cộng được mấy cái? 12 cái. Bây giờ mình gói xong được 12 cái bánh rồi. Bắt đầu bây giờ mình quét trứng lên để chuẩn bị nướng. Bây giờ quét trứng lên để nướng cho nó vàng cho nó đẹp.
trưa nay sẽ có cái món bánh để uống trà. Bây giờ mình bỏ vào lò nướng nha. Lò đang nóng sẵn. Cả chừng bao lâu? 15 phút, mình canh chừng 15 tới 20 phút. Sau 25 phút bánh bây giờ nó chín rồi, mình lấy ra nha. Wow. Hấp dẫn quá đi, hấp dẫn quá đi. Wow, đẹp quá. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đây là buổi trưa uống trà của mình đây. Hôm nay mình có sake. Sake chiên bột với bánh bía hạt dẻ. Bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng mình nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Mời cả nhà uống trà với hai vợ chồng mình nha. Hôm nay mình nhà mình có làm cái món bánh bía hạt dẻ với món sake chiên bột. Các nhà. Giòn nha. Dạ giòn. Để hơi lâu một chút. Bánh bía nè cả nhà. Bánh bía hạt nhưng hạt dẻ. À, xin mời cả nhà nha. Cái này cũng béo quá. Cái này có người kêu là bánh đám cưới gì. Bánh bía Sóc Trăng nhưng mà mình làm nhưng hạt dẻ. Bữa trưa uống trà rất là ngon. Bữa trưa thì nhà mình hay uống trà. Hôm nay mua được các sake nên mình làm cái món sake chiên bột. Món sake chiên bột này ngon lắm. Có sake luộc nữa nè. Quên hấp cái nè. Này là hấp là nguyên miếng nè. Cái này ai ở miền Tây Nam Bộ là biết cái trái này. Ở quê hay ăn cái trái sake này. Sake này làm được nhiều món lắm. Da giòn gụm. Béo quá hả? Buổi trưa xế xế là nhà mình hay uống trà nên có mấy món ăn vặt này là hấp dẫn. Cần 4 giờ mà trời ở ngoài nó gần sắp tối rồi ha. Cả nhà thấy sau lưng mình ở ngoài nó hơi tối tối à. Đã thử món sake chiên bột. Như này là sake chiên bột. Cái sake này ăn thế cơm được á, nó ngon á. Này ăn no luôn được. Trái này nó chín nên nó thơm quá hả? Ừ, mua được cái trái này nó già nên nó bùi ngon á. Này mà ăn vài miếng là no khỏi ăn cơm luôn. Khoai á hả? Ừ. Nó già nó bùi á, nó có bột ngon á. Trưa nay ăn vài miếng, chiều chắc ăn cơm ít lại một chén.
Cái này đi chơi đem theo ăn cũng sướng. Vừa no mà vừa ngon nữa. Hôm bữa anh mua trái kia nó chưa chín nên nó không được ngon. Mua phải lựa, lựa cái da nó căng ra. Mấy người ở thành phố không biết nhìn nó, mua nó không có vàng. Vợ mình ở thành phố nên nó không biết nhìn mấy cái này. Này nè, này căng ra. Cái da này nó phải láng nó căng ra nó mới vàng, nó mới có bột. Đó, cái da này nó căng ra vậy nè. Nó giống mít hả? Căng ra mấy cái. Ừ, nó căng căng như giống mít vậy. Đang thử nè. Để mình gọt gọt miếng nè. Cái trái này mình làm được nhiều món á. Có người nấu chè không? Yeah, cái miền Tây nấu chè cái món này ngon lắm. Nấu chè với bí khoai lang, nước cốt dừa đó. Kiểm hả? Kêu là chè kiểm hay gì á. Rất là ngon. Cái trái này mà để nó chín lên nó ngọt ngon lắm. Đó. Nhưng mà cái phần này mà cắt bỏ cái phần này nha. Cái phần này nó dai nó không ngon. Đừng có tiếc, nhiều người tiếc để ăn cái nó dai nó không ngon. Cắt bỏ phải cỡ phần nữa nè. Cắt bỏ chừng phần nữa nè. Còn cái phía dưới này là nó bùi ngon. Chiều nay là hết ăn cơm luôn rồi. Bột ngon quá. Thơm, mình khoái cái mùi nè. Thơm ha. Cái này ngon ta. Cái này mà ăn chín cay nó còn ngọt nữa. Thì nấu chè hấp ăn. Hấp rồi chiên thì nấu chè. Chiên. Nấu chè vậy thôi. Dưới có ở Bến Tre có cái món sake quýt dừa. Cái món đó mấy chục năm mà mình không được ăn. Ngon lắm. Cái này quýt chung với dừa bào nè. Hấp xong rồi quýt hả? Ừ, hấp xong rồi quýt với dừa bào nè. Hình như có pha chuối chuối chín nữa. Chuối nấu á, ngon lắm. Mày thử quýt. Cái món đó là món của miền Tây Nam Bộ. Ít người biết lắm. À, phải lớn lên ở miền Tây mới biết. Ngon. Ngon, chiều nay chắc ăn cơm trễ rồi. Ngon quá, ăn cơm á. Cứ đưa làm ly trà, ăn này no luôn. Rồi thôi, mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn like thì cho mình thích thì cho mình cái like. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin hẹn gặp lại mấy video sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.